Sau lưng mình cũng là cái tượng của đường Tam Tạng, bạn nào coi Ta Du Ký rồi biết đúng không bạn? Nơi đường Tam Tạng lấy kinh về là đỏ kinh ở đây các bạn. Thì hiện tại là mình đang đứng tới trước cái cổng chùa Thiếu Lâm Tự các bạn. Đây là trong cổng rất là nổi tiếng ở tại chùa Thiếu Lâm. Người ta có câu lại bạn, thiên hạ cung phu xuất Thiếu Lâm. Thì đây, bước qua cổng chân này thì là tất cả võ công trong thiên hạ đều xuất phát từ Thiếu Lâm các bạn. Các bạn, hiện tại là mình đang đứng tại địa điểm rất là đặc biệt các bạn ạ. Đây là sau lưng mình là tháp Đại Nhạn. Sau lưng mình cũng là cái tượng của đường Tam Tạng. Bạn nào coi Ta Du Ký rồi biết đúng không bạn? Thì hôm nay tập này sẽ là review về Phật giáo ở tại Trung Quốc, gọi là Phật giáo Đại Thừa các bạn ạ. Tới Trung Quốc là quê hương của Phật giáo Đại Thừa mà chúng ta không review về Phật giáo là thiếu sót các bạn. Thì trong tập này chúng ta sẽ review lại gì các bạn? Là đó là Shaolin Temple các bạn, gọi là chùa Thiếu Lâm Tự các bạn. Coi rất là nhiều phim đúng không các bạn? Trong Tinh Trì cũng có. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ review đường Tam Tạng cho phim Ta Du Ký. Ở trong sau lưng nó là cái tháp Đại Nhạn, nó có chứa kinh Phật từ thời ngày xưa. Tam Tạng đi qua bên Ấn Độ lấy kinh thì xây từ thời nhà Đường tới giờ rồi. Ok, giờ theo chân mình vô trong nó thử trong nó có cái gì. Rồi đi tiếp qua bên gọi là Thiếu Lâm Tự review cho bạn xem. Ok không? Các bạn nào đọc được tiếng Tàu thì sẽ hiểu, nhưng mà mình không biết là cái gì nha. Thì bức tượng của đường Tam Tạng rất là đẹp nha các bạn. Ok các bạn, mình mới vừa qua được cổng an ninh. Mua vé vô là 40 tệ một người các bạn, hai người là 80 tệ, khoảng tầm 200 mấy, 250 các bạn. Chúng ta đã vô trung tâm của tháp Đại Nhạn rồi, ngày xưa đường Tam Tạng trong phim Tây Du Ký các bạn coi từ tuổi thơ. Đó, xung quanh là cái đỉnh rất là đẹp các bạn. Thì đây camera quay hướng vào đây cho bạn kia trước mặt mình. Đây là tháp Đại Nhạn, nơi đường Tam Tạng lấy kinh về là đỏ kinh ở đây các bạn. Thì ổng đi thỉnh kinh hết 16 năm thì ổng về, thì vua Đại Đường mới xây cho xây cái tòa tháp này. Tại sao xây tòa tháp kiểu kiến trúc này các bạn? Thì các bạn biết không, ngày xưa đường Tam Tạng đi qua bên Ấn Độ lấy kinh thì ổng thấy bên Ấn Độ có rất nhiều cái loại tháp kiểu mô hình này các bạn. Mình review bạn coi bên Ấn Độ rồi các bạn, thì ổng mới thấy kiến trúc cái tháp ở bên Ấn Độ đẹp thì ổng mới đem về đây. Thì ổng muốn là ông vua thời Đại Đường là xây lên cái tháp như vậy là có 5 tầng thôi. Nguyên thủy từ năm 652 xây chỉ có 5 tầng. Đến 50 năm sau thì Võ Tắc Thiên mới xây thêm 2 tầng nữa. Thì bây giờ tổng cộng cái tháp này có 7 tầng nha các bạn. Đều xây bằng gạch. Nó cao khoảng 65 mét các bạn. Thì giờ theo chân mình vô trong này coi thử là có chứa kinh Phật này nọ các kiểu không các bạn, để theo mình.
À, để vô được cái tháp này bạn phải mua thêm hai cái vé nữa các bạn. Vô đây. Mình cứ tưởng nó mua vé ngoài kia là không cần mua nữa, nhưng mà phải mua thêm một cái nữa các bạn. Đây. Chúng ta đang bước những bước đầu theo tay du ký các bạn. Theo đường Tam Tạng. Đó. Ui. Bằng gạch các bạn à, họ xây bằng gạch này là gạch nung nha các bạn. Rất là đẹp nha. Ok, theo chân mình vô. Đó, bước đầu chân tháp này. Đây. Ui. Wow. Đây là những cái chữ. Chữ gì đây? Chữ thời nhà nhà Đường hả bạn? Đây ở dưới nè. Đây, thì bạn thấy thấy nè. Thì đây là cao 65m các bạn thấy không? 64,7m này, gần 65m nè. John Chinese Architecture Ridgway. Tên là Ridgway Rules Pagoda. Ru là cái con ngỗng các bạn, nhưng mà dịch ra là đại nhạn, tiếng Hán là đại nhạn các bạn. Tam Tạng nè. Quay trở lại China gọi là Trung Quốc với một số lượng lớn cái kinh Phật các bạn ạ. Rất là nhiều, khoảng 600 cho đến 570 657 cái quyển sách kinh Phật các bạn. Sau cái cuốn Chí Ly đến đến phía Tây các bạn. Trên con đường tên là vì Trung Quốc Wood and Fire, cái nghĩa là cái kiến trúc này bằng gỗ nó bị cháy rất là sớm. Sau đó thì Đường Tăng đã nói với chính phủ á, là nhà Đường các bạn để xây cái chùa Đại Nhạn này. Đó, nó cơ bản này. Ok, dưới này không có chết, đi lên bên này các bạn. Thì hôm nay là cầu thang bằng gỗ được sơn đỏ nè. Thì đây là thời nhà Đường nha các bạn. À. À, đây các bạn. Đây là bức tượng Phật bằng đồng mạ vàng nè các bạn. Từ thời nhà Minh. Từ thời nhà Minh mới có bức tượng này bạn, chứ không phải là thời nhà Đường. Đây là cái bản kinh Đường Tam Tạng lấy đi về để dịch ra, thì đây là bản replica, là bản photo thôi các bạn. Thì sẽ bỏ trong cái ống này các bạn. Thấy không? Ống thủy tinh. Sau đó là ống dịch ra. Thì bạn nhìn kỹ vô là tiếng Phạn, không hiểu gì không bạn. Bạn nhìn thấy tiếng Phạn không? Tiếng Phạn là trong cái ống này các bạn không? Đó, sau khi dịch trong những cái tiếng Phạn này á, thì sẽ dịch ra ngoài tiếng Hán. Mệt quá. Đó. Và đây là các bộ kinh. Ngày xưa bạn coi phim Tây Du Ký là cầm mấy bộ kinh này, xong kinh giả các bạn. Kinh giả xong rồi bị chìm xuồng, xong rồi phơi kinh, rồi kinh không có chữ, rồi xong rồi phải hối lộ cái bát, hối lộ cái bát xin cơm để lấy được kinh Phật này nọ tùm lum. Nói chung là chuyện Tây Du Ký là ngụ ngôn, họ nói về quan trường, họ nói về cuộc sống xã hội thời đó rất là nhiều châm biếm tùm lum hết bạn. Nhưng mà cái ông Đường Tam Tạng này á, là ổng là nhà sư thật các bạn, ổng đi lấy kinh thật. Trong Tây Du Ký là họ chế chảo, họ lồng ghép những cái ngụ ngôn, những cái bất công trong xã hội vô thôi, chứ nó không phải là đúng như vậy các bạn. Ok, mình đang nói về Phật giáo là nguyên thủy đại thừa này nọ cái kiểu. Ok chưa? Mệt quá, trên này thì thật sự là nó có tới 7 tầng. Thì nó cứ lên vậy thì nó chứa một ít vậy thôi các bạn. Nó không có gì trong cái tháp này nhiều hết. Chỉ là mang tính lịch sử là cái tháp này trải qua từ thời nhà Đường, xây tới khoảng 1400 năm mà vẫn còn bền vững, bạn đi vẫn được. Có doãn vua Võ Tắc Thiên nữa các bạn. Thì thời nhà Đường thì rất là thịnh về Phật giáo các bạn. Thì Phật giáo được truyền vô trong Trung Quốc rất là lâu rồi. Chùa Thiếu Lâm Tự có trước cả cái tháp này nữa, mình sẽ review cho bạn trong tập này luôn. Thì lúc đó Đại Đường là muốn hưng thịnh lại cái Phật giáo, nên mới kêu Đường Tăng đi qua bên Ấn Độ để lấy kinh đi về nguyên bản để dịch, đó gọi là phục hưng lại Phật giáo các bạn. Ok, hướng này là mặt sau mặt của đi hướng ra ngoài cũng là Tây An luôn bạn. Đi hướng cái đường đó là bạn nhìn thấy rất là rõ cái tháp Đại Nhạn này các bạn. Kiến trúc kiểu như thời nhà Đường là mái cong cong lên, bạn giống thời Nhật không, nhìn đẹp ha. Đứng này mình sẽ thấy được cái cố đô Tây An, một trong tứ đại cố đô thế giới. Bạn nhìn ở dưới bức tượng Đường Tam Tạng đang đứng không, hiên ngang nhìn thẳng một con đường chạy quốc lộ ra, thẳng hai bên là cố đô xây dựng rồi, thấy không, nhìn rất là đẹp nha. Hơi ngược nắng một chút thôi. Nói chung là mình đã review bạn coi tháp Đại Nhạn, review cho sơ về Đường Tam Tạng. Thì lúc trước ông lấy kinh về năm 645 ông lấy kinh về, thì ông chứa trong một cái kiến trúc là bằng gỗ các bạn. Sau đó thì nó cháy các bạn, nó cháy nên ông mới kêu ông
ông nhà, vua nhà Đường á, là xây dựng cái tháp đại nhạn bằng gạch này nè để ông để kinh Phật trong đó, rồi ông dịch ra thì nó không có bị cháy các bạn. À, sau đó Võ Tắc Thiên xây thêm 2 tầng nữa là 7 tầng. Thôi nói chung là các bạn cho so về đường Tam Tạng thôi. Đông Tây Du Ký đúng không? Giờ đi qua bên chùa Thiếu Lâm tự. À, cái nồi của võ thuật Trung Hoa thiên hạ đệ nhất bang các bạn. Bạn nào chơi võ lâm ngày xưa biết là Thiếu Lâm tự. Trong võ thuật Kim Dung thì Kim Dung nói là không có võ thuật nào mà qua được Thiếu Lâm tự các bạn. Võ đang nghe mi côn lôn ngũ độc thúy yên rồi tới Minh giáo, Diệt giáo, Hỏa giáo. Rất là nhiều, thì người ta hỏi ông Kim Dung là võ thuật nào là số 1 Trung Hoa các bạn, thì là Shaolin Temple. Bây giờ theo chúng mình qua Shaolin Temple. Ok bạn, sau khi thăm tháp đại nhạn của đường Tam Tạng xong, hôm nay chúng ta sẽ đi theo chân đường Tam Tạng đi về lại gọi là thủ đô Lạc Dương thời nhà Đường các bạn. Thì mình thay vì mình đi bằng bộ đi ngựa dưa đường Tam Tạng thì mình cũng đi bằng tàu cao tốc rất là xịn sò tại Trung Quốc các bạn. Thì mình đi hạng ghế là First Class. Thì do theo chân mình đi tới chùa Thiếu Lâm tự bằng ngựa xích thố các bạn. Ngựa xích thố của mình các bạn, rất là xịn. Lên tàu trên này thì hàng ghế trên này sẽ là business nữa bạn. Đây, ngồi trên này là business. Đây, tới đây các bạn. Thì là mình đang đi tàu này, thì đây là hàng ghế dành cho business class. Thì ngồi giống như là ghế của bên trên máy bay các bạn, thấy không nè. Thì mình ngồi thử với bạn xem nè. Đây, đây là ghế business class. Thì ghế này khoảng tầm nhiêu ta, 3 triệu một ghế các bạn. Bạn sẽ đi tới chùa Thiếu Lâm tự. Thì ở đây họ sắp xếp ghế rất là đẹp các bạn. Thì mình ghế trên này. Đây các bạn. Thì tôi chỉ ngồi được cái ghế này thôi. Thì mình để hành lý trên này. Thì tôi chỉ ngồi. Tôi chỉ là review cho mấy ông xem thử ghế PC được thôi. Nhưng tụi tôi ngồi bình thường bằng ghế first class là chỗ này. Thì khoảng nhiêu ta? Chỗ này thì ngồi có 1.3 triệu thôi các bạn. Thì cũng khá là rộng rãi nè. Ngồi rộng rãi thoải mái các bạn. Nè, đẹp chân nè, bạn thấy không? Này có bàn ăn nè. Đó. Thì bữa nay mình đi tối quá nên sẽ không thấy được ngoài kia. Cái này ghế này nó xịn các bạn, bạn nằm ngửa được nè. Đó. Thì bạn chỉnh chân nè. Chỉnh chân lên nè, bạn thấy không? Thấy ghế caramel chỉnh không? Bạn thấy bên Trung Quốc họ tự sản xuất được tàu cao tốc rồi ghế rồi. Ok good các bạn. Xịn thiệt luôn á. Đây nè. Công nhận đi qua Trung Quốc xịn đúng không? Giờ Trung Quốc đồ Trung Quốc xịn. Ở trước là chỗ đi đái đi đồ bạn thấy không? Hiện không? Đẹp không? Ở trên đó thì hạng ghế nó sẽ rẻ hơn các bạn, đông hơn, ngồi đông hơn. Thì chỗ này ngồi yên tĩnh hơn các bạn. Nhưng mà chỉ có 1.3 triệu thôi, rất là rẻ. Ở trên kia rẻ hơn nữa. Ở sau business có 3 triệu thôi. Mà đi tốc độ khoảng 300 km trên 1 giờ các bạn, rất là nhanh, rất là xuống. Ngủ giấc là mình tới chùa Thiếu Lâm tự review tiếp dẫn xem. Ok không? Ủa các bạn, hiện tại là mình đang ở tại Thiếu Lâm tự đây các bạn. Đây là cái biển hiệu Thiếu Lâm tự. Sau lưng mình là nhà sư bên Thiếu Lâm tự đang làm động tác múa giỏ bạn. Thì đây là không gian cho bạn coi, mình đang ở trên núi gọi là núi Tung Sơn. Đây, đây là không gian ở tại khu du lịch gọi là khu du lịch chùa Thiếu Lâm tự luôn các bạn. Này rất là rộng rãi các bạn. Thì chỗ mình đang đứng mình nói bạn là đây là núi Tung Sơn, một trong gọi là kỳ nội danh sơn các bạn. Thì là một trong tứ đại, gọi là phải tứ đại nữa, là 7 ngọn núi nổi tiếng nhất ở tại Trung Quốc các bạn. Thì cái núi Tung Sơn này là gọi là kỳ nội danh sơn ở tại Trung Nguyên, nhưng mà chỗ mình đang đứng gọi là Trung Nguyên. Thì do chúng mình vô trong này, vô trong Thiếu Lâm tự mình xem giải thích rõ hơn cho bạn nghe. Ủa các bạn, thì hiện tại là mình đang đứng tới trước cái cổng chùa Thiếu Lâm tự các bạn. Đây là trong cổng rất là nổi tiếng ở tại chùa Thiếu Lâm, mà khi mà bước chân qua cổng này là tới Thiếu Lâm tự. Thì chỗ này mọi người chụp hình rất là nhiều các bạn. Người ta có câu lại bạn, thiên hạ cung phu xuất Thiếu Lâm. Thì đây, bước qua cổng chân này thì là tất cả võ công trong thiên hạ đều xuất phát từ Thiếu Lâm các bạn. Ui đông quá thôi, chắc theo cho mình vô bạn, đông quá trời đông luôn. Trên này mình sẽ đọc được là cái gì? Chữ đầu tiên là chữ Lâm, hai bộ cây các bạn. Rồi núi Thiếu Lâm tự. Đây, đó là cổng chính bước cho Thiếu Lâm tự các bạn. Rồi các bạn, đá lạnh các bạn, đá hoa cương.
cổng đến bằng đá hết luôn mà. Rồi chúng ta đã bước chân vô Thiếu Lâm Tự các bạn. Thì bước chân Thiếu Lâm Tự chúng ta sẽ đến cổng sót vé các bạn à. Bây giờ Thiếu Lâm Tự là thành nơi kinh du lịch, kinh doanh này nọ, thì chút nữa mình sẽ nói một chút xíu cho bạn nghe về Thiếu Lâm Tự. Vô vô cái đã. Ok các bạn, bây giờ mình ngồi xe điện để đi lên chùa Thiếu Lâm Tự các bạn ạ. Tại vì cái cổng nó đi lên trên chùa cũng khá là xa. Đây là hướng trước mặt nè. Hai bên rừng trúc lên chùa, bạn thấy đẹp không? Bây giờ làm đường bê tông, đường nhựa đi hai bên là rừng trúc, đẹp các bạn. Giờ là thương mại hóa rồi các bạn, làm cho khách du lịch đi. Rừng trúc bên này của mình nè, bạn thấy không? Bạn có thể đi song song bên kia là cái đường để đi bộ, bên này là đi xe điện, đi sướng hơn các bạn. Mình đang đi tầm sư học đạo nè các bạn, đi bằng xe điện rồi này nọ lên tàu cao tốc. Ok bạn, thì hiện tại là mình đang đứng trước cổng chùa Thiếu Lâm Tự. Bước vào những bậc thang này đi vô đây là chúng ta sẽ vô trong Thiếu Lâm Tự các bạn à. Thiên hạ cung phu xuất Thiếu Lâm. Đây, thì đứng trước cái bậc thang này đã đi vô trong cái chùa thì mình lại nhớ tới một vị sư, đại sư rất là nổi tiếng ở chùa này các bạn. Thì là sư là Huệ Khả các bạn à, là đệ tử chân truyền của Đạt Ma Sư Tổ các bạn đó, Bồ Đề Đạt Ma đó các bạn. Thì chùa này nổi tiếng về Bồ Đề Đạt Ma đó là ai các bạn? Đó là tổ sư của ngành Thiền Tông Trung Quốc. Thiền Tông Trung Quốc là được sáng lập bởi Bồ Đề Đạt Ma các bạn đó. Thì ở đây có một sự tích rất là nổi tiếng. Thì đó là nhà sư Huệ Khả, ông đã đứng giữa đây mùa đông, em đang ở chỗ mùa đông đó các bạn, ăn âm nhiệt độ nè. Thì ông đứng ngoài đây để chờ Bồ Đề Đạt Ma nhận làm đệ tử các bạn ạ. Bồ Đề Đạt Ma lúc đó đang diện bích 9 năm, nghĩa là mặt đối vô trong cái vách tường 9 năm trời, nghĩa không nói chuyện với ai hết. Thì nhà sư Huệ Khả đứng đây mới chặt một cánh tay trái dâng cho Bồ Đề Đạt Ma, thì Bồ Đề Đạt Ma mới nhận làm đệ tử. Và đó sau đó truyền lại Thiền Tông chính pháp cho ông nhà sư Huệ Khả các bạn. Thì giờ theo chân mình vô trong này mình sẽ nói thêm một xíu lịch sử Thiếu Lâm Tự. Thiên hạ cung phu xuất Thiếu Lâm. Đó. Vô đây tâm sư học đạo các bạn. À vô đây có phượng tự Phật Di Lặc đầu tiên luôn các bạn. Ui. Đứng trên quét chùa chưa gì, thấy có quét lá đa rồi này nọ, lên chùa quét lá đa là lên chùa quét lá. Cái lá này là cây ngân hạnh nha các bạn, cái cây là cây ngân hạnh màu nó tới thu đông đó, nó chuyển thành màu vàng, xong rồi mùa đông nó rụng xuống. Thì cây ngân hạnh là tượng trưng cho cũng bên Phật giáo cũng là cây quốc cây của Trung Quốc, quốc thụ các bạn. Đây cây ngân hạnh này rất là bự, tính là cũng phải cả ngàn năm rồi. Này trước này sẽ có các bia. Thì các bạn biết là người ta có, bạn biết là Thiếu Lâm Tự khi mà lập ra, bạn biết tới ngày hôm nay lập ra năm 495, thì lúc đó lập ra thời Bắc Ngụy các bạn à, cho tới trải qua tới ngày hôm nay tới gần là 1600 năm, thì trải ra rất là nhiều biến cố. Nghĩa là Thiếu Lâm Tự bạn nào coi phim gì bạn sẽ biết, nó sẽ bị đốt cháy, nó bị phá, nó bị diệt Phật, nó bị rất là nhiều triều đại nhà vua tại Trung Quốc diệt Phật, là đốt chùa rồi tàn sát tăng ni Phật tử rất là nhiều. Thì cái chùa này được lập ra từ thời Bắc Ngụy. Thì bạn biết đó, là cái giai đoạn đó là đại sĩ không hiểu là Bắc Ngụy là cái gì. Nhiều khi bạn hiểu nhà Tần, nhà Đường, nhà Tống, nhà Minh, nhà Thanh, nhưng mà không biết Bắc Ngụy là gì. Thì cái chùa lập ra năm 495 thời Bắc Ngụy, thì bạn biết đó là Trung Quốc phân chia là Nam Bắc Triều các bạn. Thì giống như bên dễ hiểu Việt Nam mình là Trịnh Nguyễn phân tranh, thì lấy sông Danh phân ra là Bắc Nam. Thì thời kỳ đó
chùa này được lập ra cũng là chúng trong thời kỳ gọi là Nam Bắc Triều, tách ra nghĩa là sau thời kỳ Tam Quốc Diễn Nghĩa tới thời Tư Mã Ý, lúc mà con cháu nội của Tư Mã Ý lập ra nhà Tấn các bạn, nhà gì ta, đúng rồi, lập ra nhà Tấn. Thì sau đó mới ra cái loạn gọi là loạn là Ngũ Hồ Thập Lục Quốc. Thì rất là nghĩa là Ngũ Hồ ở đây là những người Hung Nô, rồi những người Khương, người Khiết Đan, như bạn coi phim các bạn sẽ hiểu nhiều quá, mình sẽ không nói lịch sử. Và thời này rất là rối ren, Nam Bắc Triều rất là rối ren, nên cái việc mà Phật giáo bị tàn sát tàn hại rất là nhiều thì mình không nói. Nhưng mà thì thật sự là vua Khang Hy đã tới đây, ông rất là thích bên Phật giáo và ông đã cắt lên trên những cái bia đá trước chùa các bạn, nghĩa là ông đã tặng cho chùa những cái chữ mà ông đã tới đây thăm, nghĩa là nhà Thanh dù gì họ cũng là rất là thích chùa Thiếu Lâm Tự này. Bạn biết chùa Thiếu Lâm Tự này là nơi tiếp đón phải hơn 30 vị vua, tới hơn cả trăm danh sĩ đến đây thăm các bạn. Chùa này là một trong những chùa là nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, ở trên toàn thế giới luôn nha các bạn. Thì ok, chắc vô thêm xíu nữa mình sẽ nói thêm lịch sử nữa, vô đây mà. Này, bạn sẽ thấy những cái bia được khắc, được tặng chữ các bạn. Thì như mình nói, có thể cái thời của Khang Hy đi tới để thăm và tặng chữ cho chùa những cái bia. Ok, chúng ta sẽ vô tiếp chính điện các bạn. Đây, một màu rất là đặc trưng, những cái cột. Vô bên mình, bạn chỉ thấy là bên tả hữu hộ pháp. Đây bạn, bên này là sẽ một hộ pháp, giống như là thiên vương cầm cái này, là giống như cái dù vậy các bạn. Còn hướng bên này là cầm một cái gì các bạn, cái đao hay cái kiếm gì các bạn. Nhìn rất là to hoành tráng các bạn. Hai bên là nhìn mặt rất là dữ. Thì ở trước các chùa thường hay có ông thiện ông ác gì đến canh các bạn. Vô đây các bạn. Bạn thấy bậc thang cao không bạn? Để bước vô chùa Thiếu Lâm cao không? Đây, chúng ta bước cho tiếp trong chùa ẩm chùa Thiếu Lâm. Thì bạn giống như vừa vô Tử Cấm Thành vậy, những ụ rất là to. Thì hai bên mình sẽ là Tứ Đại Thiên Vương Ma Gia Tứ Tướng. Đây, bên trái mình là có hai ông là cầm tháp với ông cầm dù. Rồi bạn nào coi phim mà Phong Thần Bản sẽ biết Ma Gia Tứ Tướng, bốn anh em nhà mình cũng lâu quá mình không quên rồi, nhưng mà là Ma Gia Tứ Tướng mặt bên này cầm đàn tỳ bà nè, cầm tỳ bà, cầm rắn. Đây, rất là đẹp các bạn. Trước cổng chùa Thiếu Lâm Tự, một kiểu kiến trúc Phật giáo rất là quen thuộc mà bạn hầu như chùa nào họ cũng đều xây. Đẹp chưa? Thì ở bên Nhật Bản họ thờ Ma Gia Tứ Tướng này rất là nhiều các bạn, Tứ Đại Thiên Vương các bạn. Tiếp qua đây sẽ có một cái bia rùa cổng lên một cái tháp này. Bữa mình đi qua bên Hà Nội, bạn biết là chỗ mà Văn Miếu Quốc Tử Giám các bạn. Rùa đen bên này rất là đẹp các bạn, ngẩng lên cổng cái bia khá là to. Bên trái phải có hai con nghê nữa, thì hướng bên kia cũng vậy, hai cái đẹp lắm các bạn. Thật sự là trải qua hơn 1600 năm. Đây, không gian trong chùa thì bạn biết là Thiếu Lâm Tự bây giờ là mình nói cho bạn sơ là bây giờ đã thành nơi kinh doanh. Bạn biết Thiếu Lâm Tự rồi là họ mở công ty, họ mở mã chứng khoán cổ phiếu luôn các bạn. Họ kinh doanh tour du lịch, bán vé xe điện, bán tùm lum tà la hết, rất là nhiều. Thì bên Trung Quốc họ tranh cãi rất là nhiều tại sao cái chùa mà lại thành kinh doanh như vậy các bạn. Nhưng mà thật sự là chùa này rất là nổi tiếng, thì có dục cầu thì có cung thôi các bạn. Đây, mình đang vô chính điện nữa các bạn. Đây, tượng Phật Như Lai ngồi các bạn. Tượng Phật Như Lai là tượng Phật có chữ vạn trước cực nha các bạn. Rồi hai bên là mình giống như là ca diếp và a nan gì các bạn. Rồi bên trái bên phải cũng ba tượng Phật bự lắm. Đây cái bức tượng này rất là đẹp nè các bạn. Này giống là Bồ Đề Đạt Ma Sư Tổ nè các bạn. Ổng đi chân không á.
có cái cây ở sau á, bạn thấy không, nhìn giống à. Rồi bên tay trái bên này là cũng có đeo cái kim cang giống như là bên xe tăng à, không giống xe tăng, giống xe tăng nhá, đây nè đó, đây cái bức tượng nó bị La Hán nằm hai bên trái phải, đẹp lắm bạn, bạn đứng gần bạn sẽ thấy rất là đẹp. Bạn biết Thiếu Lâm tự đối với người Việt Nam nổi tiếng chắc không phải là cái chính điện đâu bạn, không phải chính điện giống mình mới vừa thăm cho bạn đâu. Thì tôi biết rất là nhiều ông đang muốn tôi review cho ông một cái chỗ rất là nổi tiếng tại Thiếu Lâm tự mà ai cũng hóng, đó chính là Tàn Kinh Các các bạn. Thiếu Lâm tự nổi tiếng không phải là chính điện đâu mà là Tàn Kinh Các. Bạn nào coi phim võ thuật Kim Dung rất là nhiều thì Tàn Kinh Các chứa Tẩy Tỷ Kinh, Sư Tử Hóng, Thập Bát La Hán Chưởng các bạn. Rồi rất là nhiều bộ bí kíp võ công của Thiếu Lâm là nằm trong Tàn Kinh Các, và nơi đó chứa kinh Phật, kinh điển rất là nhiều. Thì ok, theo cho mình đi tìm càng Tàn Kinh Các review cho bạn xem. À, mình nghĩ là sau chính điện này sẽ đi vô tìm bí thuật võ công các bạn. Và là coi phim Thiên Long Bát Bộ thì bạn biết rồi, ông sư mà quét trong Tàn Kinh Các á, quét lá đa thì ông là võ công mạnh nhất ở tại thì chùa Thiếu Lâm nằm trên đỉnh núi Tung Sơn các bạn, nên khi mà bạn cái thầy chùa nó đi lên dốc lên tới đỉnh luôn mà đi rất là mệt, thì đây là một trong những thứ rất là nổi tiếng ở tại chùa Thiếu Lâm các bạn. Quét lá đa nè các bạn, lên chùa quét lá đa là cái này nè các bạn. Đó thì mình lên chùa quét lá đa nè, lên Thiếu Lâm tự thì cái ông mà ông quét lá đa này ổng rất là võ công rất là giỏi các bạn, cao tăng các bạn. Quét lá đa trong Tàn Kinh Các thì ổng là võ công mạnh nhất trong Thiên Long Bát Bộ, bạn thấy không? Thì trong này mình đã nói nãy trong đầu video là sẽ có Bồ Đề Đạt Ma, sư tổ lập ra phái Thiền Tông. Thì mình sẽ đi vô kiếm cho các bạn coi, không biết là cái chỗ cái chách đá đó là ổng thiền 9 năm nhìn mặt vô chách tường, nó nói in hình của ổng vô chách tường luôn các bạn. Thì nhà sư Huệ Khả mới tới cầu kiến và được làm nhận làm đệ tử tăng chân truyền. Thì truyền tới đời thứ, mình nhớ không lầm, tới đời sau tới thì Tăng Sáng tới Đạo Tín, xong truyền qua trong một ông Ấn Độ, sau ông Ấn Độ đó đi qua bên Việt Nam mình truyền ở, nhớ không lầm, ở bên Bắc Ninh. Thì ra phái Thiền Tông ở bên Việt Nam mình là khoảng đời thứ 5, khoảng đời thứ 5 là truyền tới Việt Nam mình là phái Thiền Tông. Bạn nào lên Đà Lạt chơi thì có cái gì Thiền Viện Trúc Lâm này nọ các kiểu bạn, thì đều xuất phát từ bên ông Đạt Ma Sư Tổ qua bên chùa Thiếu Lâm này, rồi ông truyền cho ông Huệ Khả rồi này nọ rồi mới tới Việt Nam mình nha các bạn. Đi tiếp. Tới chắc là về cuối điện rồi bạn, hậu điện rồi. Đây là bức tượng khá là cổ các bạn, thật sự là mình không biết cái tượng này là bên gì, khá là cổ luôn. Ở trong này bạn sẽ thấy trên bức tường vẽ Đạt Ma Sư Tổ lúc mà tới chùa Thiếu Lâm tự các bạn. Đó, bạn thấy không? Đó, Đạt Ma Sư Tổ với chùa Thiếu Lâm tự. Thì tại sao ổng lại tới chùa Thiếu Lâm tự các bạn? Tới đây mình chỉ giải thích một xíu về cái hình vẽ tại sao ổng lại tới chùa Thiếu Lâm tự của Đạt Ma Sư Tổ rất là nổi tiếng tại chùa Thiếu Lâm. Ok, chắc đứng đây mình sẽ nói một chút tại sao ông lại có bức tượng, có hình vẽ về Đạt Ma Sư Tổ lại tới chùa Thiếu Lâm tự này. Thì các bạn biết là Đạt Ma Sư Tổ là ai, các bạn chị sẽ thắc mắc đúng không? Ông là vị tổ thứ 28, đệ tử chân truyền của Phật Thích Ca Mâu Ni ở bên Ấn Độ các bạn. Ông là tổ thứ 28. Thì ông qua Trung Quốc này, đầu tiên ông không phải tới chùa Thiếu Lâm tự đâu bạn. Ông đi tới đâu bạn? Tới Nam, tới phía Nam các bạn, gặp gọi là Lương Vũ Đế. Nó tới phía Nam Triều gặp Lương Vũ Đế thì ổng có rất là nhiều tích, ổng giảng Phật pháp cho Lương Vũ Đế, nhưng mà ông Lương Vũ Đế ổng không có ngộ giác ngộ, ổng không có hiểu các bạn à. Nên là ông Đạt Ma Sư Tổ này buồn quá, ổng mới đi ra phía Bắc là Bắc Ngụy đây các bạn. Thì ổng tới chùa Thiếu Lâm. Xong rồi cái ổng mới vô trong chách đá ổng ngồi thiền 9 năm.
Nghĩa là kiểu như là tại vì ổng muốn đem cái kinh Phật Phật Pháp tới Trung Quốc để giảng dạy, nhưng mà người ta lại không hiểu các bạn. Trong khi ông Lương Vũ Đế là ai các bạn? Là một ông rất là mê là cái tín ngưỡng ông rất là tốt về Phật. Nghĩa là ông xây chùa, xây chiền, ông giúp tùm lum tà la về Phật, Phật Pháp đó các bạn. Nhưng mà khi ông Đại Ma Sư Tổ giảng thì ông lại không hiểu. Thì ông buồn quá, ông đi ra về phía Bắc chùa Thiếu Lâm Tự này. Thì sau đó mới ông gặp ông Huệ Khả, thì sau đó mới truyền Thiền Tông ra khắp cả Trung Quốc và truyền qua Việt Nam mình nữa các bạn. Đó. Sẽ nhiều bạn thắc mắc là tại sao có câu gọi là thiên hạ cung phu xuất Thiếu Lâm. Thì tại sao lại có võ Thiếu Lâm các bạn? Thì ông Bồ Đề Đạt Ma nãy mình nói cho bạn á, Bồ Đề Đạt Ma ông tới đây. Cái ông thấy có các vị sư này nè, ngày xưa các bạn thì thể chất ốm yếu quá, không có ngồi thiền được các bạn, thiền cái là chóng mặt xỉu tới xỉu lui. Thì ông mới chỉ cho cái bộ gọi là Thập Bát La Hán Chưởng, nghĩa là chữa 10 các bạn đó, Thập Bát La Hán Chưởng là bộ tập tác tập thể dục thôi các bạn, tập thể dục thể thao cho nó khỏe để ngồi thiền các bạn. Tại thiền lâu chóng mặt các bạn. Thì từ cái họ phát triển lên thành cái môn võ thôi các bạn. Đó. Nên đó là lý do tại sao là khi mà nhiều người sẽ nói là vậy là cuối cùng là võ Trung Quốc là xuất phát từ Ấn Độ đúng không ạ? Thì cũng có thể đúng các bạn. Cũng có thể đúng. Tại vì Bồ Đạt Ma đã đem võ của Ấn Độ đưa qua đây truyền cho Thiếu Lâm Tự. Mà Thiếu Lâm Tự lại là cái nôi của võ thuật Trung Hoa. Thì tính ra là Trung Quốc là võ thuật đến từ Ấn Độ. Mà ngày nay các bạn hay nói chôn là võ Thiếu Lâm là mở võ mèo quào các bạn. Nói vui thôi. Đây, cái đây bức tượng của Bồ Đề Đạt Ma này các bạn. Đây, Bồ Đề Đạt Ma. Thì bạn thấy không? Ổng là người bên Nhật Bản thì kêu ổng là người Ba Tư. Bên Trung Quốc thì kêu ổng là người Ấn Độ. Thì cái tranh cãi rất là nhiều. Nhưng mà bạn sẽ thấy ổng sẽ cầm một cái chiếc dép. Ổng sẽ cầm một cái chiếc dép này. Thì biểu tượng đó sẽ nhìn ra sẽ biết đây là Bồ Đề Đạt Ma. Thì tại sao ổng lại cầm chiếc dép các bạn? Thì các bạn biết đó là ổng qua Trung Quốc, ổng sống tới 150 tuổi. Sau đó là ổng bị đầu độc chết các bạn à. Thì các đệ tử đã chôn ổng. Thì sau đó có một nhà sư họ đi hành hương qua bên Ấn Độ. Xong họ thấy Đạt Ma Sư Tổ đang đứng trên ngọn núi cầm một chiếc dép gánh trên vai các bạn. Thì mới hỏi là ông đi đâu vậy? Thì ông Bồ Đề Đạt Ma ông mới nói là tôi đi về lại Ấn Độ các bạn. Thì sau đó đệ tử nó mới chạy về lại Trung Quốc, mới kêu là khui hòm ra, khui mộ ra. Thì thấy trong đó không còn xác nữa mà chỉ còn chiếc dép thôi. Thì sau này thì họ mới khắc lên bức tượng mà có chiếc dép biểu tượng nó để gợi nhớ tới hình ảnh của Bồ Đề Đạt Ma. Thì nói thêm cho bạn xíu nữa, bạn nào yêu thích mà hội họa thư pháp thì bạn sẽ hiểu là khi mà bạn vẽ một cái bức tranh thư pháp, bạn viết chữ tàu lên đúng không, chỉ cho các bạn có hình, xong rồi hãy phẩy một cái thuyền, trên nó có một người đứng trên cái thuyền nhỏ, thuyền chiếc lá các bạn. Tại sao lại có bức họa đó các bạn? Bức họa đó nói về Đạt Ma Sư Tổ nha các bạn. Tại vì lúc nãy mình nói cho bạn lịch sử là khi ổng đi qua Trung Quốc, ổng tới phía Nam Triều trước. Tới khi Nam Triều thì ổng giảng kinh Phật cho Lương Vũ Đế, thì Lương Vũ Đế không có hiểu. Xong ổng mới buồn qua, ổng bắt chiếc thuyền nhỏ, ổng đi vượt sông, ổng đi lên phía Bắc gọi là Bắc Triều này tới Thiếu Lâm Tự. Nên sau này cái hình ảnh về thư pháp nó thường thường hay vẽ một cái bức thuyền lá có chấm một người trên nó, chính là Bồ Đề Đạt Ma. Một chút xíu lịch sử cho các bạn nghe. Cho nó hay hay chút xíu thôi các bạn. Thì thật sự là cái chỗ mình đang đứng này thì có rất là nhiều lịch sử, và mà sẽ hiện các bạn video lần sau mình sẽ nói cho bạn rõ hơn cái chỗ mình đang đi là cái gì, cái tỉnh nào. Tại vì mình đang nói về Phật Pháp, Phật giáo từ thời Đường Tam Tạng tới thời trước đây nữa là Thiền Tông Phật giáo của Trung Quốc, nên mình sẽ không có nói nhiều về lịch sử thời khác các bạn. Ok, đi xuống. Ok bạn, chỗ này là cách chùa Thiếu Lâm khoảng 150m. Thì chỗ này là các tháp này là để chứa kiểu như là xá lợi hoặc là chứa cái hài cốt thì họ làm thành những cái tháp này, như vậy. Đây, thì bạn nhìn trước hồi xưa bạn coi phim có mà Thiếu Lâm Tự, bạn thấy là đây quấn lộn múa võ rất là nhiều xung quanh các tháp này nữa các bạn. Cái tháp này là chứa thi hài cốt mà nó giống như kiểu như nghĩa trang các bạn. Ủa bạn giờ đi kiếm gì ăn ở bên chùa Thiếu Lâm Tự các bạn, sau khi đi tham quan một vòng. Các bạn thấy ngán ngon không? Ăn gì cho nó nóng. Đây cái mì các bạn. Mì á, mì bột này đang nè. Ok, gì đậu hũ này. Nhìn nước chữ ngon các bạn. Cái này hả?
Bánh gì biết không? Bánh gì ngon lắm. Đó, chan rồi. Này ăn chay nữa. Dạ. Ừ, dạ. Yeah. Ok. Đậu hũ ba que. Một lần ăn là ba que các bạn. À. À, nhìn ngon các bạn. Em đi đâu mà? How about this? Hey. I want an egg. Egg. Nắng không, qua đây là trong tấm mát nè, ăn sáng nè. Thử coi. Đậu hũ, ớt cây cây không? Ở bên biết bên phòng giá trại thừa là ăn chay, là ăn trứng các bạn. Để bán trong chùa các bạn, nghĩa là trứng được ăn. Trứng không phải là món chay các bạn, không ăn được. Nghĩ là trứng mà không có phôi các bạn, ngon không? Trời, trên núi ăn là lạnh ngon thiệt các bạn. Đậu hũ họ cắt giống như chả cá đó. Ngon quá. Ở sau lưng mình là cái trung tâm dạy công phu. Bạn nào sau này mà muốn học võ công Thiếu Lâm Tự thì ra sau lưng trung tâm mình. Ở đây chùa Thiếu Lâm Tự giờ kinh doanh chuyên nghiệp lắm bạn. Cứ ra tiền là ok. Nãy giờ mình tìm sư múa võ Thiếu Lâm không có, tại sư bây giờ bận bán Sony, bán hàng lưu niệm. Bỏ tay đông mà sau lưng nè, cái bên lên cho này sau lưng đen à, lên ngó cái trung tâm võ thuật cho bạn coi. Chúng mình đây là trung tâm võ thuật cung phu đây, bạn thấy không, cung phu xuất Thiếu Lâm. Thì vô đây chúng ta coi trình diễn võ thuật cung phu các bạn đây. Lè lè đang diễn ra cung phu à. Có bức tượng các bạn không? Múa võ quá trời luôn à. Kiểu 18 người đồng La Hán á. Đây. Chúng ta vô mở đường múa võ cung phu. Bức tranh nè. À. Ui, đây đường lên đây coi võ cung phu. Đây các bạn. Má ơi, đông. Trời ơi, nó đông. Ở dưới, xuống dưới coi dễ không? Ok, Thiếu Lâm kìa. Hả? Đây biểu diễn các bạn. Đó. Đang diễn Thiếu Lâm Tự các bạn. Quá đông luôn. Người ta coi vũ võ Thiếu Lâm Tự đông quá. Nè, em đang cầm đó, vũ võ Thiếu Lâm Tự các bạn thấy không? Ui. Ra vô. Thấy không? Vũ võ bạn. Đây là võ Thiếu Lâm nha bạn. Đâm vô cổ nè. Chỗ này hay các bạn. Các bạn tập trung chỗ này hay nè. Chuẩn bị biểu diễn là đâm vô cổ nè. Đây là thiết cổ công à. Ui, đâm. Đây ghê nè, đây cấm thực hiện tại nhà.
nhảy luôn nè, nhảy luôn. Quá dữ. Các bạn biết này, ngày xưa Trương Tam Phong cũng tự Thiếu Lâm là luyện khí công. Phóng phi tiêu xuyên kính, nổ bóng nha bạn, phóng tầm á. Là sao? Không có đầu bị theo hả? Cái hai nè. Đó, giờ mới lần thứ hai mới trúng các bạn. Đây các bạn, đây là các sư thầy bên Thiếu Lâm tự các bạn. Giờ mới gặp nè. Này. Sư thầy bên Thiếu Lâm các bạn. Quá dữ. Ui. Dữ. Chụp hình rồi. Đó, các bạn đây là Thiếu Lâm chụp hình, chụp đồ tạo kiểu. Bây giờ bên chùa Thiếu Lâm tự làm kinh doanh. Quá hot luôn các bạn. Đó. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ vô tạo kiểu chụp hình với Thiếu Lâm tự. Nhìn khá là vui. Vui các bạn. Đào rồi, nhìn cũng hùng mạnh à. Đào cũng hùng dũng mà. Đó hả? Có đó hả? Đấy, 1, 2, 3. Ồ. Bác sẵn sàng cao. Trong xin phải cao. Sẵn sàng cao. Bác chạy được rồi. 1, 2, 3. Vậy vậy, dạ, ok. Sao là? Đào ra. Để cầm đào lên rồi. Dạ, ok. Ok. Đấy các bạn. Mà, 一看就是脸.
拉开。啊不。哦。来，我这，我这边，这边。哎。好嘞。小小一点，我来一二三，瞬间，最近，瞬间记住啊，要这样，一个圆，你叫他这条腿弓住，这条腿拉住，要这样，拉住，把这笔了，这条腿弓，啊对，弓住，不要把肘露出来，来这条腿拉直，拉开，别把这个露出来。就这样，嗯，从那边咋都不会，会转的，来，太局世界，陈建军，啊，这时候正马夫人，看着镜头啊 ，OK， 嗯，呀，站多，来，我这边来，来，来，一，二，抱一个，三，啊，我得，哈哈，来来来来，给嫂子，哈哈哈哈哈哈，紧张焦点，à OK các bạn thì series thiếu lâm tự tiến tây cũng đã tới hồi kết các bạn, đây là tấm mình chụp hình lửa ra rất đẹp các bạn, nhà sư thiếu lâm giờ là cũng đứng rồi chụp hình đây hai tấm các bạn, hết 80 tệ các bạn, khoảng tầm 200.000, nhìn quá cùi các bạn, cứ lắm làm kỷ niệm. Đó, bây giờ nhà sư thiếu lâm giờ đứng chụp hình làm mẫu làm đồ cũng vui. Thôi, nói chung là tập mình review cho bạn coi đại đường của bên đường Tam Tạng đi lấy kinh Tháp Đại Nhạn rồi chùa Thiếu Lâm Tự như thế nào rồi võ công Thiếu Lâm Tự hiện giờ ra sao. Lịch kết thúc tại đây, hẹn các bạn ở video lần sau mình sẽ review cái khác hay hơn, hấp dẫn hơn, các bạn nhớ đăng ký kênh theo dõi các bạn.